Thật may là những triệu chứng của bé Ngọc chỉ là một màn kịch của Phát. Thế nhưng trên thực tế cũng đã có rất nhiều trường hợp các bé nhỏ thật sự bị rối loạn tâm thần vì học quá nhiều. Và để giúp các quý vị hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bay. Xin chào cô. À vâng, xin chào Minh Ngọc. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, như cô Bay vừa theo dõi câu chuyện ngày hôm nay thì cô có nhận định nào về trường hợp trên? Thì chúng ta cũng biết là theo cái cảnh báo của Y tế Thế giới, các cái rối loạn tâm thần hiện nay cái tần suất xuất hiện chỉ đứng sau các bệnh tim mạch thôi. Yeah. Và quan trọng là ở Việt Nam chúng ta thống kê cái độ tuổi vị thành niên khoảng 16 tuổi trở xuống thì nó có trên 2 triệu trẻ đang mắc những cái rối loạn về tâm thần, cần phải quan sát, cần phải quan tâm, cần phải theo dõi thường xuyên. Thì dựa trên những cảnh báo đó kèm theo với lại cái clip mà chúng ta vừa xem thì chúng ta thấy rõ ràng là cháu bé nó đang bị rất nhiều áp lực. Cái rối loạn tâm thần và những cái rối loạn cảm xúc nó có thể có do nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong cái tình hình của cái clip mà chúng ta vừa xem thì cái áp lực của gia đình là một cái nguyên nhân vô cùng quan trọng. Cho nên các bậc cha mẹ cần phải quan tâm hơn, đừng đòi hỏi ở cháu bé những cái điều mà cái có thể cháu bé nó chưa có đáp ứng, cũng như đừng có kỳ vọng quá nhiều mà phải theo cái năng lực cũng như cái khả năng của từng cháu bé để cho cháu nó phát triển toàn diện và nó phù hợp với cái thể chất và tinh thần của cháu. Dạ, mà con số hơn 2 triệu trẻ là quá nhiều luôn đúng không ạ? Vậy thì từ đâu mà bố mẹ có thể phát hiện ra là con mình đang có những dấu hiệu của rối loạn tâm thần? Khi chúng ta có con, chúng ta thương yêu nó, chúng ta quan sát hết tất cả mọi cái động thái từ cái đứa bé này, thì chúng ta thấy ở độ tuổi từ 6 tới 12 tuổi đó, những cái bộc lộ, những cái biểu hiện đó có thể cho chúng ta hiểu và cảm nhận được ngay là con của mình đang có vấn đề. Thí dụ như học hành sa sút, những cái điểm số nó không còn như trước, hay là cái biểu hiện cảm xúc nó dễ giận, hay nó dễ tăng động, hay nó dễ có những cái biểu hiện cái cảm xúc bên ngoài mà quá đáng, hay là nó có thêm những cái chuyện là những cái triệu chứng về thể chất, nó kêu nó đau đầu, nhưng thực chất là nó không có cái chuyện gì, nguyên nhân gì hết, hay đau bụng, hay cái giấc ngủ nó không có đầy đủ, ban đêm khi ngủ thì nó hay mộng, rồi nó hoảng sợ, nó la lối, hay là nó nghe những cái ảo thanh ở trong cái lỗ tai của nó, người này nói cái này, người kia nói cái kia. Và bên cạnh đó thì đặc biệt trẻ trai đó thì nó có thể có những cái biểu hiện như là chọc phá người khác, hay là đánh lộn, hay là có những cái biểu hiện mà cái rối loạn cảm xúc đến mức là cháu bé nó tập trung bạn bè lại với nhau và có thể thành từng nhóm, và khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta đe nẹt hay chúng ta áp lực thì cái bộc phát này nó càng dữ dội hơn nữa, từng nhóm nó đi đánh lộn với nhau, từng và thậm chí nó có thể ăn cắp mặc dù nó không thiếu thốn. Đó là những cái rối loạn dạng cơ thể có thể gặp ở giai đoạn này. Cho nên khi phụ huynh mà nghe các thầy cô hay là các bạn về mét những cái điều này thì chúng ta hiểu là cháu bé nó đang chịu những cái áp lực nào đó. Và cái áp lực đó có thể từ phía mình, do cái bắt phải học, bắt phải quá nhiều để cho đạt được những cái kỳ vọng nào đó của cha mẹ, hay là cháu bé này nó đang chịu một cái căng thẳng, một cái stress về tinh thần. Thí dụ trong gia đình nó có cha mẹ ly dị, hay là cãi lộn nhau thường xuyên, hay có những cái vấn đề gì đó. Thì như vậy khi mà trong gia đình chúng ta có mà đứa trẻ nó bộc lộ những cái biểu hiện như vậy thì lập tức chúng ta hiểu rằng là cái yếu tố về tinh thần bắt đầu nó có thể có cái rối loạn ở các trẻ này rồi. Dạ, mà em thật sự là sau khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi á thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều bậc phụ huynh sẽ bỏ qua những dấu hiệu này. Đúng rồi, rất là dễ bỏ qua. Thì thực sự mà nói, khởi đầu nó chỉ có những cái nó nhẹ nhàng như vậy. Cái điều đầu tiên mà người phụ huynh phải để ý đó là khi có những điều này, chúng ta đừng có mắng, đừng có xúc phạm. Bởi vì khi mà mình xúc phạm nó thì những cái này là không thể giải quyết được, mà nó còn tăng thêm cái tình trạng bệnh lý của cháu. Và với bệnh lý này thì mình sẽ giải quyết và điều trị như thế nào ạ? Cái việc điều trị đó thì phải có sự phối hợp vừa giáo dục vừa tâm lý. Mà cái giáo dục này thì từ gia đình cho tới xã hội. Xã hội tức là trường lớp, thầy cô giáo và bạn bè. Nếu mà cả giải pháp giáo dục lẫn môi trường gia đình mà áp
áp dụng nó chưa có hiệu quả, thì lúc bây giờ chúng ta phải đến các cái nhà tâm lý. Các nhà tâm lý người ta sẽ giúp cho cháu bé nó cân bằng trở lại, và nhà tâm lý có thể không điều trị cháu bé mà điều trị cả người mẹ hay là những người thân. Không phải điều trị mà là giúp để giải quyết vấn đề tâm lý của gia đình, để làm sao hỗ trợ giúp cho cháu bé. Cái việc điều trị tâm lý đó đôi khi cần tới những cái thuốc, những cái hóa chất. Thì khi đó nếu mà nhà tâm lý thấy rằng là cần phải sự hỗ trợ thêm, nếu cháu bé tăng động quá, nếu cháu bé có những cái hành vi bạo lực quá, thì lúc bây giờ có thể người ta sẽ sử dụng thêm những hóa chất. Thì nói như vậy để trở lại là khi cháu bé nó có những cái biểu hiện bất thường, cái điều đầu tiên cha mẹ cần phải quan tâm. Và quan tâm nếu mà chúng ta thấy giải quyết được, giảm các áp lực cũng như là giúp cho cháu bé nó cân bằng, giảm những cái rầy la mắng nhiếc và cho cháu bé nó nghỉ ngơi, nó chơi thể dục thể thao vân vân, ăn uống đầy đủ. Nếu mà các cái biểu hiện nó vẫn không thay đổi, nên đưa cháu đến các cái cơ sở chuyên khoa. Và chúng ta phải bỏ cái tâm lý là con mình bị tâm thần. Có khi cái cơ sở chuyên khoa đó khởi đầu là các cái nơi về sức khỏe tâm thần, để người ta làm các cái test, người ta làm các cái phỏng vấn đúng mực, rồi chỉ định là chỉ cần đến nhà tâm lý hay cần phải đến bác sĩ tâm thần để giúp cho cháu bé nó vượt qua cái cơn này. Như vậy là rối loạn tâm thần vì học quá nhiều là một trong những điều mà đang rất báo động ở các trẻ nhỏ, và các phụ huynh là cần lưu tâm từ những hành động và những biểu hiện bất thường nhỏ nhất của trẻ để từ đó mình điều chỉnh tâm lý và tìm cách điều trị cho phù hợp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đã giúp cho quý vị khán giả của chương trình hiểu rõ hơn về chứng rối loạn tâm thần, và từ đó chúng ta có thể có những phương thức để cùng trẻ chia sẻ và qua đó giúp trẻ giải phóng và hạnh phúc gia đình luôn được toàn vẹn. Còn bây giờ thì Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp hạnh phúc vào khung giờ quen thuộc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây thì Minh Ngọc và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay xin chào và hẹn gặp lại quý vị.